đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Bạch Lộc chính thức vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh, Thành Nghị, trở thành nữ hoàng truyền hình 2023. Ninh An Như Mộng lập thành tích mới, xếp chung với Trường Tương Tư và siêu phẩm Đại Bạo này, Bạch Lộc khiến các fan tự hào khi chính thức vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh, Thành Nghị. Trong năm 2023 này, Bạch Lộc có đến 3 bộ phim được lên sóng, tuy chưa đến mức Đại Bạo, thế nhưng cả 3 dự án phim này đều nhận được sự quan tâm lớn của công chúng và thu về loạt kết quả ấn tượng. Mới đây nhất, bộ phim thứ 3 lên sóng trong năm 2023 của Bạch Lộc là Ninh An Như Mộng cũng đã đi đến đại kết cục. Sau gần 1 tháng lên sóng, Ninh An Như Mộng với sự góp mặt của Trương Lăng Hách, Bạch Lộc, Vương Tinh Việt, Lưu Tá Ninh đã khép lại vào ngày 25 tháng 11 với một kết thúc trọn vẹn. Hạnh phúc dành cho cặp đôi chính của phim là Khương Tuyết Ninh và Tạ Nguy. Vừa mở chiếu tập cuối cùng chưa lâu, Ninh An Như Mộng đã được Vân Hợp, nền tảng thống kê số liệu uy tín nhất nhì tại Trung, chứng nhận là dự án hot của năm, với lượt view phá 100 triệu một ngày, thị phần chiếm tới 35.2%, nhiệt độ toàn mạng, ghi nhận ngày 25 tháng 11 là 18.818 điểm, đứng top 1 trong bảng xếp hạng ngày 25 tháng 11. Cùng với thành tích này, Ninh An Như Mộng đã trở thành bộ phim thứ 3 năm nay có lượng view ngày phá 100 triệu, cùng chung mâm với Cuồng Phong, Bảo Táp của Trương Dịch, Trương Tụng Văn và Trường Tương Tư do Dương Tử, Trương Vãn Ý diễn chính. Ở thời điểm mới tung ra đại kết cục chưa lâu, mốc nhiệt của Ninh An Như Mộng đã vượt mặt Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính. Dự án mới của Bạch Lộc vươn lên đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng nhiệt độ của nền tảng EQEE trong năm 2023. Đây là một thành tích khiến cho các fan của diễn viên cũng như người yêu thích phim không khỏi cảm thấy tự hào. Chưa dừng lại ở đó, đến tối cùng ngày nhiệt độ của Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính đã cán mốc 10.300. Như vật, bộ phim này đã chính thức vượt mặt Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh và vươn lên đứng hạng 6 trong bảng xếp hạng nhiệt độ của EQEE. Đồng thời, Ninh An Như Mộng cũng có nhiệt độ xếp thứ 3 trong số các phim phát sóng năm nay của EQEE. Ninh An Như Mộng trước và sau khi phát sóng, gặp phải không ít khó khăn, sóng gió. Vốn dĩ, nền tảng đã định ngày chiếu của phim là vào giữa tháng 5 nhưng bởi lý do kỹ thuật hoặc cũng có thể liên quan tới scandal của nam phụ Châu Tuấn Vĩ, đảm nhiệm vai Yến Lâm, nên đoàn phim phải rời lịch từ ngày này qua tháng nọ. Từng có blogger tiết lộ, Ninh An Như Mộng đã có ý định cắt toàn bộ cảnh quay của Châu Tuấn Vĩ để lách luật, chấp nhận mạch phim sẽ thiếu liền mạch, logic, song, cũng rất may sau đó. Triều đình nới lỏng lệnh phong sát cho ngôi sao họ Châu, đoàn phim qua ải thành công mà không cần cắt cảnh như ý định ban đầu. Những tập đầu Ninh An Như Mộng vướng phải nhiều chê bai từ khán giả, vấn đề không chỉ đến từ góc máy xoay tròn khó hiểu của đạo diễn, mà trạng thái của cả Bạch Lộc và nhất là Trương Lăng Hách cũng bị lên án khắp các diễn đàn. Các tập về sau diễn xuất của Trương Lăng Hách đã ổn định hơn nhưng vẫn chưa đủ để khiến toàn bộ khán giả theo dõi phim cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, với thành công của Ninh An Như Mộng, có thể nói, 2023 là một năm thành công của Bạch Lộc khi mảng phim ảnh ngày càng được khen ngợi. Không những vậy, danh tiếng của cô nàng cũng được thăng hạng thấy rõ. Trong đêm hội gào thét EQEE 2023, Bạch Lộc cũng xuất sắc trở thành queen với thành công của một loạt phim từng lên sóng nền tảng này. Hiện tại, dân tình đang vô cùng mong đợi các tác phẩm phim tiếp theo của Bạch Lộc được lên sóng. Trong đó, đáng mong đợi nhất chính là Bắc Thượng và Bạch Nguyệt Phạn Tinh. Liệu trong năm 2024 Bạch Lộc có thể nối tiếp thành công của mình nữa hay không vẫn còn là ẩn số lớn. Đàm Tùng Vận, Hứa Khải sắp sửa gặp kiếp nạn lớn nhất sự nghiệp vì Bạch Lộc, Dương Dương. Trước màn ngã ngựa của Dương Dương, Bạch Lộc, dân tình đang lo lắng cho tương lai của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Dự án đánh dấu hợp tác giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, Em Đẹp Hơn Ánh Sao còn chưa lên sóng. Cư dân mạng đã quan ngại cho tương lai của phim khi mới đây họ mới phát hiện ra tác giả nguyên tác và biên kịch Em Đẹp Hơn Ánh Sao đều là những gương mặt vàng trong làng hủy diệt. Em Đẹp Hơn Ánh Sao chuyển thể từ tiểu thuyết Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Đây cũng chính là mẹ đẻ của nguyên tác Khói Lửa Nhân Gian của tôi do Dương Dương, Vương Sở Nhiễn chủ diễn. Hiệu quả chiếu của phim tệ hại đến mức nào dường như không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn lướt qua đánh giá trên đao bần là quá đủ để hiểu. Đường đường là phim có đỉnh lưu đóng, danh tiếng phủ sóng diện rộng, nữ chính Vương Sở Nhiên cũng là tiểu hoa lưu lượng mới nổi. Thế nhưng điểm đao bần còn không nổi 3 phần 10 điểm. Chê nguyên tác, kịch bản 1 phần, đương nhiên không thể bỏ qua diễn xuất tệ hại của Dương Dương,
Vương Sở Nhiên đã khiến khán giả càng thêm có lý do đánh mất hảo cảm dành cho phim. Lại nói thêm, khâu kịch bản Em Đẹp Hơn Ánh Sao Trời do Dương Thiên Tử chịu trách nhiệm, cũng là một trong hai biên kịch của Dĩ Ái Vi Doanh. Bộ phim này của Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ cũng bị ném đá thậm tệ, 1-9-1-10 so với Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Nữ chính Trịnh Thư Ý, Bạch Lộc đóng, ngoài diễn xuất hạn chế còn gặp vấn đề lớn về thiết lập nhân vật nữ chính, được người trong ngành nhận xét khắc họa nghề phóng viên xa rời thực tế, thiếu tính chân thực, cùng nhiều chi tiết kỳ quái khác xuất hiện trong phim. Dù đã chính thức khép lại nhưng dự án ngôn tình Dĩ Ái Vi Doanh vẫn đối mặt với nhiều tranh cãi, khiến mạng xã hội rôm rã vì nhiều chi tiết quá tệ như góc quay, diễn xuất, lời thoại và cả đoạn kết. Vì lẽ đó, cư dân mạng bỗng dưng chuyển sang lo lắng cho Em Đẹp Hơn Ánh Sao của Đàm Tùng Vận, Hứa Khải sẽ mang màu sắc tương tự, nhiều khả năng sẽ rơi vào vết xe đổ của Dĩ Ái Vi Doanh. Bên cạnh đó, bạn diễn của Đàm Tùng Vận lần này là cái tên khiến ai nấy lo ngại, Hứa Khải. Dù có ngoại hình nổi bật nhưng Hứa Khải sở hữu chuỗi thất bại kể từ sau Diên Hy Công Lược, còn được gọi là ông hoàng phim rác. Dù được xem là cái tên bảo chứng nhưng Đàm Tùng Vận lần này đối mặt với cả một combo thảm họa, khiến netizen phải lên tiếng kêu cứu. Chính vì thế, cộng đồng mạng không ngừng kêu gọi giải cứu Đàm Tùng Vận vì lo sợ thất bại. Mặt khác, có không ít khán giả vẫn trông chờ và hy vọng Em Đẹp Hơn Ánh Sao làm nên chuyện. Em Đẹp Hơn Ánh Sao cách đây không lâu đã lấy được phép phát sóng với tổng thời lượng chiếu là 40 tập phim. Tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả vào quý tháng 2 năm 2024. Trước cú ngã ngựa của Bạch Lộc và Dương Dương, cư dân mạng đều hy vọng Đàm Tùng Vận, Hứa Khải sẽ tránh được một kiếp nạn, bộ phim thuận lợi lên sóng và được khán giả yêu quý, không rơi vào tình trạng thảm hại như Dĩ Ái Vi Doanh cùng Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Nội dung phim xoay quanh Kỷ Tinh, một nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật bất ngờ từ chức, tự xông pha ra ngoài khởi nghiệp và chạm mặt chủ tịch công ty y tế Hàng Đình, bắt đầu một câu chuyện tình công sở thú vị. Hé lộ loạt chi tiết trong Trường Tương Tư 2 khác xa tiểu thuyết gốc. Phần 2 Trường Tương Tư chưa chiếu, tình mới của Dương Tử đã tự phá hủy hình tượng nam thần của mình. Thế này thì Dương Tử cũng hết cứu. Loạt chi tiết trong Trường Tương Tư 2 đã được thay đổi so với tiểu thuyết gốc. Trường Tương Tư 2 là một trong những bộ cổ trang được mong chờ lên sóng nhất. Sau phần 1 thành công nhận được nhiều khen ngợi, biên kịch đã thay đổi một vài chi tiết trong phim so với tiểu thuyết gốc. Trong nguyên tác, nhân vật Tương Liễu, Đàn Kiện Thứ đã âm thầm làm nhiều việc cho tiểu yêu Dương Tử, thậm chí cứu cả tình địch của mình là Đồ Sơn Cảnh, Đặng Vi, để người mình yêu hạnh phúc. Tuy nhiên, khi chuyển thể thành phim, đạo diễn đã giảm bớt sự quan trọng của nhân vật này, thay vào đó tập trung dành spotlight cho nhân vật Đồ Sơn Cảnh. Ngoài ra, trong tiểu thuyết gốc, nhân vật Thương Huyền, Trương Vãn Ý đã yêu điên cuồng tiểu yêu, thậm chí lập mưu giết chết Đồ Sơn Cảnh để độc chiếm cô nàng. Khi biết sự thật, tiểu yêu đã giết chết anh rồi tự sát. Để giảm bớt sự đau thương, biên kịch Trường Tương Tư đã biến tất cả âm mưu độc ác của Thương Huyền thành một giấc mơ, hoàn toàn không có thực. Cái kết của tiểu yêu, Đồ Sơn Cảnh cũng được thay đổi hoàn toàn so với tiểu thuyết gốc. Trong nguyên tác, cả hai sẽ cùng ra biển. Tuy nhiên, phiên bản phim truyền hình đã đưa cặp đôi trở lại rừng và thậm chí còn một số phân cảnh sống ở Trấn Thanh Thủy. Điều này khá hợp lý vì sức mạnh của Đồ Sơn Cảnh sẽ được phát huy mạnh nhất trên cạn, cũng phù hợp để bảo vệ tiểu yêu. Theo những tiết lộ trong trailer, phần 2 của phim xoay quanh từng bước thực hiện kế hoạch trả thù Đồ Sơn Cảnh của Thương Huyền. Còn Tương Liễu sau cùng chết trận, sau những hiểu nhầm, tiểu yêu quy ẩn giang hồ cùng Đồ Sơn Cảnh. Thương Huyền dùng hết tâm lực vào việc trị quốc, bởi Thương Huyền cho rằng chỉ khi đất nước Thái Bình thì tiểu yêu mới có cuộc sống hạnh phúc, bình yên. Lên sóng vào mùa hè năm 2023, Trường Tương Tư với sự tham gia của Dương Tử, Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ được đánh giá bộ phim gây sốt nhất mùa hè này tại Trung Quốc. Bên cạnh việc khẳng định vị thế hàng đầu của nữ chính Dương Tử, bom tấn cổ trang này còn đưa tên tuổi của dàn diễn viên chính đến gần hơn với khán giả, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả Đặng Vi. Sau Trường Tương Tư, danh tiếng của Đặng Vi tăng lên nhanh chóng. Cũng vì vậy, những dự án anh tham gia đều thu hút nhiều sự quan tâm và Tiên Đài Hữu Thụ cũng chẳng phải ngoại lệ. Đây cũng là vai diễn nam chính đầu tiên của Đặng Vi chỉ sau 3 năm ra mắt với vai trò diễn viên. Mới đây, những hình ảnh của Đặng Vi trên phim Trường Tiên Đài Hữu Thụ đã được các tay săn ảnh chia sẻ rầm rộ trên các mạng xã hội. Đáng chú ý, hình ảnh Đặng Vi phì phèo điếu thuốc trên tay, thản nhiên móc mũi trước ống kính đã nhanh chóng gây nên những làn sóng tranh cãi trên các diễn đàn. Được biết, vấn nạn hút thuốc trên phim trường của CBiz nhiều năm nay đã trở thành vấn đề nhạy cảm, bị khán giả đặc biệt phán xét.
Ngay sau khi những hình ảnh này được công bố, nhiều netizen phê bình hành động của nam diễn viên vì khiến nhiều người xung quanh phải chịu cảnh bị hút thuốc thụ động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Bên cạnh đó, anh chàng còn bị bắt gặp thản nhiên lấy tay móc mũi trước ống kính máy quay rất vô duyên và phản cảm. Cái tên Đặng Vi cũng trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo hôm nay vì những hình ảnh xấu xí này. Tiên Đài Hữu Thụ là tác phẩm có câu chuyện chính kể về mối tình giữa nhân vật Tô Dịch Thủy, Đặng Vi thủ vai, với nữ sư phụ Mộc Thanh Ca, Hướng Hàm Chi thủ vai, người từng hy sinh bản thân để bảo vệ Bách Tính nhưng lại bị hiểu nhầm là nữ ma đầu. Tứ đại gia tộc đỉnh lưu của Cbiz xuất hiện, tranh cãi bảng xếp hạng nhan sắc dàn mỹ nam Cbiz, Tiêu Chiến, Dương Dương top 1, xếp hạng của Vương Nhất Bác gây bất ngờ. Mới đây, cư dân mạng đã rất bất ngờ với danh sách tứ đại gia tộc đỉnh lưu. Danh sách này bao gồm 4 sao nam đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, đó là Tiêu Chiến, Trương Lăng Hách, Đàn Kiện Thứ và Lưu Vũ Ninh. Nhiều người bày tỏ không hài lòng với sự sắp xếp này, tuy nhiên khi biết lý do lại cực kỳ ủng hộ. Theo đó, Trương Lăng Hách được gọi là đỉnh bò, Đàn Kiện Thứ là đỉnh liễu, Tiêu Chiến là đỉnh lưu, còn Lưu Vũ Ninh là đỉnh lưu. Xếp 4 chàng mỹ nam này vào danh sách tứ đại gia tộc đỉnh lưu chẳng qua là vì chơi chữ, bởi lẽ cách đọc của 4 từ trên đều rất giống nhau, Đinh Ly. Rõ ràng so về địa vị, lưu lượng cả Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh và Đàn Kiện Thứ đều không thể bằng Tiêu Chiến được. Tiêu Chiến là đỉnh lưu lượng hàng thật giá thật của Cbiz. Không chỉ có phim Bảo Giúp Bảo Chứng tên tuổi như Trần Tình Lệnh, Vùng Biển Trong Mơ ấy, chàng mỹ nam còn có lưu lượng cực khủng. Mới đây nhất, anh chàng cũng đã trở thành nam chính trong dự án điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu do Từ Khắc làm đạo diễn. Đây hứa hẹn sẽ là tác phẩm giúp Tiêu Chiến mở rộng con đường điện ảnh. Trong khi đó, ba chàng mỹ nam còn lại đến nay mới chỉ có Đàn Kiện Thứ có vai diễn đặc biệt ấn tượng trong Lạp Tội Đồ Giám và Trường Tương Tư. Trong khi đó, Trương Lăng Hách và Lưu Vũ Ninh lại chưa thực sự khiến khán giả hài lòng trong mảng diễn xuất. Dự án Ninh An Như Mộng hợp tác cùng Bạch Lộc đến nay vẫn chưa thể giúp mỹ nam họ Trương thoát kiếp đợi bạo. Trong khi đó, bộ phim được mong đợi nhất của Lưu Vũ Ninh là Không Lưng lại bị nằm kho vì nữ chính vướng bê bối. Để có thể chung mâm với Tiêu Chiến, Trương Lăng Hách, Đàn Kiện Thứ và Lưu Vũ Ninh còn phải nỗ lực rất nhiều. Gần đây, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao trước một bảng xếp hạng nhan sắc của dàn mỹ nam Cbiz. Không có để nhận ra góc mặt trong danh sách này đều là những sao nam 8X, 9X nổi bật của Cbiz hiện nay. Tuy nhiên, thứ tự trong bảng xếp hạng lại khiến nhiều fan không hài lòng. Đứng hạng 1 trong danh sách này là Tiêu Chiến, Dương Dương và Trần Hiểu. Trong đó, hai chàng mỹ nam 9X đã quá nổi tiếng với ngoại hình điển trai có thể dễ dàng cân được cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại. Trần Hiểu cũng là một trong những nam thần đình đám Cbiz thời trẻ. Nếu Tiêu Chiến xếp ở hạng 1 thì Vương Nhất Bác lại gây tranh cãi khi đứng hạng 5. Ngoài ra, đồng hạng với chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh còn có Dịch Dương Thiên Tỷ, Thành Nghị, Đinh Vũ Hề. Nhiều người tỏ ra không hài lòng với thứ hạng này của thần tượng mình. Ngay sau khi được đưa ra, bảng xếp hạng nhan sắc dàn mỹ nam Cbiz này đã vấp phải vô số tranh cãi. Đa số đều cho rằng danh sách này xếp chưa phù hợp và còn thiếu rất nhiều sao nam sở hữu ngoại hình đẹp khác. Một số khác cho rằng việc đánh giá ngoại hình dàn mỹ nam Cbiz rất khó phân ai người đó đẹp. Hiện tại, dân tình vẫn đang tranh cãi xung quanh bảng xếp hạng nhan sắc dàn mỹ nam Cbiz.